Không dám nắm và Mỹ Tâm đã chủ động. Và khi kết thúc bài hát thì Gia Suy đã bình tĩnh và cũng làm giống như Hương Giang hôm trước. Bây giờ cho Huy Khánh hỏi Gia Suy một câu. Lúc khi mà bạn hát trên sân khấu Việt Nam Idol không có hát chung với ca sĩ Mỹ Tâm là bạn đã sợ Mỹ Tâm rồi. Vậy ngày hôm nay khi mà hát chung với Mỹ Tâm thì cảm giác của bạn như thế nào? Dạ chị Mỹ Tâm giống là một cánh chim và để chắp cánh cho em, để chắp cánh thêm cảm xúc cho em khi mà em hát ạ. Cứ như là sau ca khúc này, sau đêm nay là Gia Suy sẽ không còn sợ Mỹ Tâm nữa đúng không? Dạ có, vẫn sợ. Vậy Mỹ Tâm nghĩ gì về ca khúc vừa rồi khi mà được hát chung với thí sinh của mình Gia Suy? Thật ra thì sau cái đêm hôm trước á, là chị nói thật với em là chị cũng mất ngủ mấy đêm vì em, không? Tình hình là chị rất là buồn luôn, bởi vì chị là người đầu tiên ủng hộ em vô đây hết mình mà em làm vậy là chết chị rồi. Chị rất là suy nghĩ, nhưng mà chị sau đó chị có gọi anh Huy Tuấn là: anh ơi, em có một đề nghị là em muốn sẽ hát chung với Gia Suy. Và sau khi mà em nghe hung tin đó thì chắc là em cũng sửng sốt đó đúng không? Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất muốn nói rằng là chúng ta sợ điều gì thì chúng ta phải đối diện với sự sợ hãi đó. Và chị muốn hát với em để em thấy rằng là chị không có đáng sợ như vậy. Không? Chị rất là dễ thương. Và quan trọng hơn là em là thần tượng Việt Nam hay là Hoàng Quyên, tất cả cái điều đó không quan trọng bằng việc em đã vượt qua chính mình, em đã vượt qua tất cả những cái sự tự ti của mình để gửi đến tất cả những cảm xúc chân thành đến với khán giả của Việt Nam, và khán giả yêu em vì điều đó. Em đừng để cho mọi người làm tan mất cái ước mơ đó, bởi vì khi mà nhìn em, họ ước mơ rất là nhiều. Em hiểu ý chị không? Dạ, em hiểu rồi ạ. Xin cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm và những lời động viên dành cho Gia Suy. Và kính thưa quý vị khán giả, sân khấu của Việt Nam Idol tiếp theo